Dạ vâng, ngay sau khi bộ G2000 đóng hoàn thành lệnh thành công để chuẩn bị lên đường thì em lại tiếp tục lên tiếp một cấu hình nữa với bộ G4000. Cũng vẫn có sự phối ghép của chiếc đẩy X7 DAC. Hiện tại kỹ thuật chúng em đang mở sản phẩm ra đây. Với chiếc đẩy X7 DAC này thì nó sẽ phù hợp với rất nhiều dòng loa. Chính vì vậy các anh em có thể nhìn thấy trên hệ thống chúng em cũng được ghép với G2000 này, ghép với G6000, G4000 và 921 và những cái dòng loa khác cũng ghép rất nhiều. Để cái tần số đáp tuyến của nó cho được một cái thông số rất lý tưởng để chúng ta có thể khi kết hợp nghe nhạc cũng như hát karaoke. Đặc biệt là phiên bản này như em cũng đã nói, nó sẽ được tích hợp cái X7 DAC. Cái con chip giải mã này nó sẽ giúp chúng ta nghe nhạc như chúng ta sẽ nghe nhạc trên TV này, gọi là nhạc mạng đấy. Nó sẽ đủ chi tiết và đầy đủ và nó khôi phục lại cái chất lượng nhạc ngay từ ban đầu, gọi là chất lượng gốc đấy, nhạc gốc đấy. Và đặc biệt là nó sẽ hỗ trợ thêm cả cái tiếng mic, nên là khi tiếng mic chúng ta sử dụng cái con đẩy này hát karaoke, chúng ta ghép bất cứ bộ mic nào tiếng nó rất là trong trẻo và sạch, nó không bị vận đục. Cơ bản chỉnh rất dễ. Em lên nốt đôi loa cho anh. Đôi loa cái mic. Còn về cặp G4000 thì đây ạ, bên này là cặp G4000, đây là cái phiên bản dòng loa cây Bass 30 rất gấu. Phiên bản này cho chúng ta khai thác mắc được 700 và đương nhiên là dòng loa cây nhiều đường tiếng thì hát karaoke nó cũng rất là hay rồi. Và nghe nhạc thì cực kỳ chi tiết, đều ba giải, tí ta tí tách. Giá cũng phải chăng các anh em. Thời điểm này thì một bộ combo G4000 X7 là 16 triệu đồng. Được khuyến mại đi kèm đó là một bộ mic Bose 7725 mã. Đây, bộ mic đây ạ. Đây là bộ mic tiêu chuẩn. Nếu anh em muốn nâng cấp lên một bộ mic cao cấp hơn như là VK321 thì các em để lại cái bộ mic này và thêm cái chi phí 2 triệu nữa thôi, so với mua thẳng, mua đứt cái cặp cái bộ mic 3K21 là 3 triệu đồng. Đó. Cũng rất là hợp lý nếu anh em muốn nâng cấp. Cặp loa này là có cái chiều cao của nó là 115 cm, một cái chiều cao chúng ta có thể để trên kệ được hoặc để dưới đất được, nó cũng tương đối là phù hợp, nó gọi là đa dạng trong cái phong cách bài trí. Chờ em một chút xíu em sẽ cho lên nhạc. Cắm nguồn nhạc vào chưa? Ok. In mấy? In 1 thì in 2. Cắm dây loa chưa? Vâng, em sẽ lên nhạc luôn. Và trước khi cho đi lắp đặt thì em cũng vẫn phải chỉnh một chút. Về cơ bản con này tất cả các tính năng của nó cũng như là các giải của nó là chúng ta để mặc định 12 giờ đã cực kỳ hay. Mặc định 12 giờ ngay từ lúc khi ban đầu nhà sản xuất đưa về cũng đã cực kỳ hay rồi ạ. Đây là cái delay, cái nhanh, cái chậm của cái nhại. Và đây là cái nhại nhiều hay nhại ít. Thì nếu muốn hát nhẹ thì tăng cái nhại một tí. Và cái phần echo cũng vậy. Echo chúng ta có thể để lên 12 giờ hoặc trên 12 giờ tùy vào từng cột hơi của mỗi người. Còn nếu khi hát karaoke các em có thể tắt bỏ tính năng download đi, hoặc là để cũng được. Nhưng mà theo em thì nên tắt đi một tí để cho nó cái tiếng nhạc nó đỡ bị trội hơn. Vì là cái download này cũng là cái tính năng nghe nhạc mà. Với một cấu hình combo đầu tư được chỉ với 16 triệu đồng thôi. Và nhận ngay cho mình một món quà khuyến mại đi kèm, đó là bộ mic Bose 7725 đang có giá là tiền đình là hơn 1 triệu đồng. Và nếu các anh em muốn nâng cấp lên thì chúng em có thể nâng cấp cho anh em một bộ mic cao cấp hơn, thì các anh em có thể để lại bộ mic này và phụ thêm cái tiền cho cái bộ mic cao cấp. Vâng, là một bộ combo về với Đan Phượng Hà Nội đấy ạ. Nữ đôi loa cây gốt G4000
vẫn là những bộ 29, chú ngày cuối tháng 9. Ngày cuối tháng 9 đây. Với Đan Phượng đấy ạ. Có anh nào đây nhỉ? Anh Dũng. Anh Dũng ở Đan Phượng Hà Nội. Lấy cho mình, anh có xem trong livestream đêm hôm qua, đêm 28 anh lấy cho mình bộ G4000, vẫn là những bộ chủ đạo nhất bên công ty. Là những bộ hát hay, giá cực rẻ. Và những bộ đẩy đến ra DSX7 và những bộ mic đi kèm đó, bên em chất lên xe rồi ạ. Các bác và anh em khi mà sở hữu bộ G4000 này thì khi mà nghe và hát thì ai cũng khen hết lời luôn ạ. Vì nó rất là hay, hát rất là nhẹ vì sở hữu hai loa chung rồi. Hai loa chung đó. À, chất lên để lắp đặt cho anh Dũng đấy ạ. Rất là cảm ơn anh Dũng nhé. Và chờ trong giây lát tầm tiếng 2 tiếng em sẽ đến nơi và lắp đặt, có video bàn giao cũng như sẽ lại tại nhà anh Dũng nhé.